Hello anh em, hôm nay tôi sẽ chia sẻ cách cho chim bồi tập tắm nha các bạn nhé. Mình đợi chưa thật yên tĩnh không có người, mình sẽ thả chim vào trong lồng tắm và mình đi xa ra để cho chim được thoải mái nhất, thì chim sẽ tự tắm nha các bạn nhé. Ngày trước mình còn phải ẩn nó phải tắm, giờ mình ngồi gần đây nó không tắm à. Đó, nó tắm nó còn sợ, nó đang nhìn người ấy. Im!